Thưa quý vị, đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư hoặc bên mời thầu lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng với yêu cầu của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gần đây, nhiều hình thức gian lận trong đấu thầu đã xuất hiện nhằm trục lợi về cho những đơn vị tham gia đấu thầu. Và nhiều kẻ xấu đã lợi dụng tâm lý muốn chạy chọt để trúng thầu và vạch ra kế hoạch hòng chiếm đoạt tài sản của những nhà thầu muốn đi cửa sau. Đến khi nạn nhân phát hiện ra thì tiền đã mất, còn kẻ gian thì cao chạy xa bay. Bài học cảnh giác lần này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của nạn nhân sau đây để tìm hiểu rõ hơn quý vị nhé. Tôi là chủ của một nhà hàng lớn có tên tuổi ở trong vùng. Mà không biết sao, dạo gần đây tình trạng kinh doanh của nhà hàng tôi không có được khả quan lắm. Bởi vậy tôi cũng muốn mở rộng thêm kinh doanh bằng cách là tham gia đấu thầu để được làm nhà thầu cung cấp suất ăn công nghiệp cho các công ty ở trong vùng. Tuy nhiên, mặc dù là tôi đã đấu thầu vài lần nhưng mới chỉ được trúng thầu các công ty nhỏ lẻ. Dạo gần đây tôi nghe người ta nói là có một khu công nghiệp rất lớn ở trong vùng đang có mở thầu tuyển nhà cung ứng suất ăn công nghiệp, cho nên chuẩn bị đi mua hồ sơ về để tham gia đấu thầu tiếp. Ngày hôm đó, tôi đang ở nhà để nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ thì có nhận được một cuộc điện thoại. Alo? Alo, xin lỗi, ai gọi vậy? Dạ, chào chị, tôi là Tiến, làm bên bộ phận kinh doanh ở khu công nghiệp á. Chắc chị cũng biết công ty của tôi đúng không ạ? À, khu đó gần nhà hàng của tôi mà. Dạ, thú thật với chị thế này, hôm bữa tôi có đi họp trong công ty cùng các nhà thầu bên kia á. Thì họ có giới thiệu, họ khen là bên công ty của chị có những suất ăn công nghiệp đảm bảo uy tín chất lượng. Nên tôi cũng muốn liên hệ mời chị tham gia đấu thầu mà. À vậy hả, cảm ơn anh nha. Thì tôi cũng có biết cái chuyện đó rồi. Dạ, nói thiệt với chị là công ty của tôi trước kia cũng hợp tác với lại nhiều nhà thầu rồi, nhưng mà cái chất lượng thức ăn rồi nó không có được đảm bảo lắm. Lúc mà nghe được thông tin đó tôi vui lắm, tại từ bữa giờ tôi đấu thầu lớn toàn là không trúng, nay thì lại có người khen nhà hàng của tôi và còn hứa chỉ đường đi nước bước cho tôi nữa. Tôi đợi anh ta nhắn tin thời gian, địa điểm, rồi chuẩn bị hồ sơ mọi thứ để đến gặp mặt. Nhưng mà tôi cũng có một chút cảnh giác khi chưa có rõ được thông tin chính xác, không biết anh ta có phải là người ở bên công ty đó hay không. Sáng hôm sau, theo đúng cái thời gian đã hẹn, tôi có mặt ở quán cà phê. Tôi gọi điện thì người đàn ông đó kêu tôi vô ngồi trước đi. Ông ta bận một chút rồi đến liền. Một lát sau, người đàn ông đó xuất hiện. Chào chị. Chị có phải chị Xuân không? Dạ đúng rồi, anh là anh Tiến. Dạ đúng rồi chị. Dạ, dạ mời anh ngồi. Anh uống gì không? Tôi kêu luôn. Cho ly cà phê đá. Em ơi. Dạ. Xin lỗi chị, tôi tới trễ bởi vì một cuộc họp gấp ở trong công ty của tôi á. Dạ, không có sao đâu anh. Cảm ơn em. Dạ em mời chị. Gửi chị, đây là card visit của tôi. Thế này nhá, mình vào thẳng công việc luôn chị ha, để không mất thời gian đôi bên nữa. Với lại chút xíu nữa tôi có cuộc gặp khách hàng quan trọng. Đây là cái hồ sơ đấu thầu tôi chuẩn bị rồi nè, anh xem có vấn đề gì không. Ok. Cái hồ sơ này của chị á, nói chung là cơ bản là tạm ổn rồi. Nhưng mà nó còn thiếu một cái giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, với lại một giấy xuất hóa đơn cái nguồn gốc của nguồn hàng của chị nè. Mà chị biết rồi đó, bên công ty của tôi á là với 1.000 suất ăn công nghiệp mà, sức khỏe của công nhân là quan trọng nhất. Nên công ty của tôi á, cho dù tất cả những nhà thầu nào có giá tốt nhất, khi mà nộp hồ sơ vô mà thiếu hai cái giấy này cũng không được. Dạ,
cũng bị loại ngay từ ban đầu. Anh yên tâm đi, mấy cái giấy tờ này tôi lo được. À, nhưng mà ý của tôi á là cái vụ mà trúng thầu á, anh có thể giúp cho tôi được không? Nếu á mà tôi không có cách á thì tôi cũng không gọi chị ở đây làm gì để mất thời gian đôi bên. Chị đi đấu thầu nhiều chị cũng biết. Đơn vị nào mà cho giá tốt nhất thì sẽ trúng thầu. Tôi hiểu điều đó mà. Không giấu gì chị, tôi đang có trong tay bản báo giá của tất cả các nhà thầu tham gia trong đợt này. Thì cũng chị cũng biết rồi đó. Đơn vị công ty nào mà họ có được á, họ chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu bản báo giá của họ lại là họ thắng thầu 100%. Tôi sẽ giao bản báo giá này cho chị. Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng với một điều kiện, chị phải đưa tiền phí cho tôi là 100 triệu. Tới 100 triệu lần hả? Khi mà nghe nói con số 100 triệu đồng á, thì tôi cũng khá phân vân. Bởi vì đó không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà khi nghĩ đến cái khoản lợi nhuận trong 5 năm hợp đồng cung ứng cho hơn 1.000 người, thì cái con số 100 triệu á, đâu có đáng là bao nhiêu. Đối với một người làm ăn kinh doanh như tôi thì đây là một cơ hội vô cùng tốt. Hơn nữa, anh ta đưa danh thiếp cũng khá rõ ràng, rồi ngoại hình và cách ăn nói ra dáng một người trưởng phòng, nên tôi rất tin tưởng mà không có nghi ngờ gì. Vậy nên sau khi suy nghĩ thì tôi đồng ý đưa tiền cho anh ta. Vậy thì tôi đồng ý. Nhưng mà nếu tôi đưa tiền cho anh thì có cái gì để đảm bảo không? Chị an tâm đi, công ty tôi còn đây. Chức vụ tôi ở trong công ty á như thế nào chắc chị cũng đã biết. Nếu như á mà chị không tin tôi á thì tới ngày đấu thầu chị cứ lên tham gia. Còn vấn đề mà thắng thầu hay không á, cái vấn đề đó tôi không dám đảm bảo với chị. Còn nếu như chị làm như theo như những gì tôi trình bày hồi lúc nãy đến giờ nè, tôi sẽ đảm bảo với chị là 100% chị sẽ thắng thầu. Mà 100 triệu thì số tiền quá lớn, hay là để tôi chuyển khoản cho anh nha. Xin lỗi chị, cái vấn đề này nó cũng tế nhị lắm. Chị cũng biết mà, tôi đâu có dám nhận qua chuyển khoản, tôi chỉ nhận tiền mặt thôi. Từ ngoại hình đến phong cách của người tự xưng trưởng phòng, cũng như lời hứa hẹn về một suất trúng thầu, đã khiến chị Xuân dần mất đi sự cảnh giác lúc đầu. Nhất là khi hắn ta hứa sẽ cung cấp bản báo giá của các công ty đối thủ để chị Xuân điều chỉnh hồ sơ của mình, thì gần như chị Xuân đã hoàn toàn lung lay. Liệu cái giá 100 triệu đồng có đem về hợp đồng lớn cho chị Xuân như chị mong đợi? Cùng xem tiếp quý vị nhé! Sau cái buổi gặp gỡ ngày hôm đó, tôi về nhà và nói chuyện với chồng của tôi. Chồng tôi tính gọi lên khu công nghiệp để hỏi thăm về người đàn ông đó. Do cái ông đó đã dặn tôi á, là phải giữ kỹ, đừng có dò hỏi lung tung thì lại lộ thông tin. Cho nên tôi không cho chồng tôi gọi. Sau khi suy đi tính lại thì hai vợ chồng tôi thấy cái tình hình kinh tế của gia đình cũng đang gặp khó khăn. Mà đây á, lại là một cơ hội kinh doanh rất tốt, hiếm khi có cơ hội khác thứ hai. Với lại hơn nữa, nhìn ông ta cũng rất đáng tin. Nên hai vợ chồng tôi quyết định đồng ý và chuẩn bị đủ số tiền 100 triệu rồi gọi lại cho ông ta. Sáng hôm sau, tôi đang ở nhà chờ thì nhận được cuộc điện thoại từ người đàn ông đó. Alo. À chị hả? À, tôi tới trước nhà rồi chị. Chị ra giúp tôi đi. Nhanh nhanh, tôi có công việc đột xuất á. Ok. À, chị. Chào anh. Chào chị. À, đây là số tiền mà anh yêu cầu á. Cảm ơn chị. Chị chờ tôi xíu nhé. Đây là bản báo giá của tất cả các nhà thầu. Chị điều chỉnh giá của công ty của chị cho hợp lý đi, rồi gửi liền anh là tôi nha. Gửi liền á, tôi còn gửi lên công ty cho kịp nữa. Nhanh nha. Anh yên tâm, tôi sẽ làm sớm mà. Ok chị. Dạ nha, tôi đi nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ngày hôm đó, sau khi nhận được thông tin từ các công ty đối thủ, tôi vội về sửa lại hồ sơ thầu, rồi gửi và đợi đến ngày mở thầu trực tiếp. Tuy nhiên, đến cuối cùng
thì hồ sơ thầu của tôi đã bị loại vì không có đạt yêu cầu. Lúc này tôi hốt hoảng lắm. Tôi tìm đến và đòi gặp cái người đàn ông có tên và chức vụ như vậy, thì người tiếp tôi lại là một người khác. Lúc đó tôi mới biết mình đã bị lừa. Tôi vội vàng lên cơ quan công an để trình báo về sự việc đã xảy ra. Lúc này thì tôi mới biết hắn chỉ là một nhân viên cũ của công ty, nên đã lợi dụng sự hiểu biết của mình về công ty để mạo danh và lừa tôi. Do tôi đã quá chú ý đến món lợi trước mắt mà chủ quan không để ý những chi tiết nhỏ để hắn qua mặt. Chắc là hắn đã vô tình thấy tôi đi mua hồ sơ thầu để dựng lên màn kịch như vậy. Đây cũng là một bài học lớn cho tôi. Tôi phải cố gắng hơn trong công việc, chứ không thể nào mà trông chờ vào việc đi cửa sau để thành công như vậy được.